Mới đây, một sự việc trong lớp học online được cho là của sinh viên năm tư thuộc một trường đại học có tiếng về công nghệ. Một nam sinh đã quên tắt mic trong khi thầy giáo đang giảng bài, đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đây là lời cảnh tỉnh cho các sinh viên đang học online nên tìm hiểu, trang bị đầy đủ các kỹ năng, kiến thức, sử dụng phần mềm học trực tuyến sao cho hiệu quả và không gây ảnh hưởng tới lớp học. Như thế, các bạn sẽ tránh rơi vào tình huống bẻ mặt như nam sinh kia. Hiểu tên... cái gì đấy? Nguyễn Quyết Thắng đâu? Nguyễn Quyết Thắng vừa nói em nói ở ngoài ạ, nhưng mà em nói ở ngoài, em nói thẳng vào tai thầy đây này. Em xin lỗi thầy ạ, em xin lỗi thầy và các bạn ạ. Thầy không thể thầy em. Em nói ở ngoài ạ, nhưng mà em nói ở ngoài, em nói thẳng vào tai thầy đây này. Em xin lỗi thầy ạ, em xin lỗi thầy và các bạn ạ. Thầy không thể chấp nhận được cái này đâu nhá. Em xin lỗi thầy ạ. Thầy nghĩ là thầy không nên học lớp thầy nữa đâu. Em xin lỗi thầy ạ, tại tự nhiên là em vào giải lập.